đô thị sân bay quốc tế đang mở ra một kỷ nguyên mới trong thế giới hiện đại, kết nối toàn cầu tới những vùng đất đầy tiềm năng, đón đầu những tầm nhìn mới, chiêm ngắm những kỳ quan tuyệt mỹ của nhân loại. Một hành trình mới đầy kỳ diệu khởi đầu từ thành phố sân bay. Century City, tâm điểm kết nối đầu tư. Tọa lạc ngay trung tâm đô thị sân bay quốc tế Long Thành, Century City là dự án của Kim Oanh Group tiên phong phát triển, đón đầu làn sóng đầu tư thứ năm vào đô thị sân bay tại Việt Nam. Century City nằm ở mặt tiền DT769 và tuyến đường huyết mạch Cầu Mên, kết nối trực tiếp với hệ thống giao thông trọng điểm gồm đường vành đai 4, DT769 mới, quốc lộ 51, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Chỉ trong khoảng 30 phút di chuyển từ Century City sẽ tiếp cận tứ giác kinh tế năng động phía Nam gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Biên Hòa, Thành phố Long Khánh và Thành phố biển Vũng Tàu. Century City có quy mô 49,8 hectare, được phát triển thành 3 phân khu chức năng: Century Center, Century Park, Century Garden và hệ thống tiện ích hiện đại đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của cư dân. Án ngữ ngay mặt tiền dự án là phân khu Century Center với các dãy shop house sầm uất trải dài hơn 600 mét trên trục đường DT769. Bao quanh là đường Cầu Mên và đường N1 rộng 32 mét. Đây là địa điểm lý tưởng mở văn phòng công ty kinh doanh dịch vụ hay mini shop đa dạng. Bên cạnh đó, Century Center còn sở hữu trung tâm thương mại hội nghị Century Palace, 1,2 hectare sang trọng, công viên tiểu khu, đồng thời tích hợp khu căn hộ cao tầng với các căn thương mại phục vụ đa dạng nhu cầu của cư dân. Khi đi vào hoạt động, Century Center sẽ trở thành một trung tâm kinh doanh giải trí sôi động, nâng tầm giá trị cho cả khu đô thị Century City. Liên kề Century Center là phân khu Century Park, nổi bật với công viên cảnh quan rộng 2 hectare được thiết kế vô cùng độc đáo. Ngoài quảng trường 12 cung hoàng đạo, công viên còn tái hiện sinh động những kỳ quan kiến trúc thế giới như Điện Kremlin, Đền Parthenon, Đền Taj Mahal, Nhà hát Opera Sydney, Tháp nghiêng Pisa, Tượng Nữ Thần Tự Do đang xen với các lối dạo bộ, các tiểu cảnh, nhà hàng, cà phê sân vườn với thiết kế hiện đại, thoáng đãng. Công viên cảnh quan này là lá phổi xanh và là nơi vui chơi, thư giãn hay tổ chức các lễ hội ngoài trời vô cùng lý tưởng để cư dân Century City giao lưu gắn kết với nhau. Đặc biệt, ngay đối diện công viên cảnh quan là khu biệt thự Compound Century Luxury với cổng vào riêng, bảo vệ chuyên nghiệp, tích hợp cả công viên riêng hơn 4.000 mét vuông cùng hồ bơi xanh mát. Những căn biệt thự tại đây mang đậm dấu ấn kiến trúc châu Âu sang trọng và tinh tế, là không gian riêng tư tuyệt vời dành cho những cư dân thành đạt mong muốn có một tổ ấm trọn vẹn, tiện nghi và tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Phần khu thứ ba là Century Garden, nơi tập trung các dãy nhà liên kế vườn cùng một công viên tiểu khu rộng 2.500 mét vuông. Mỗi ngôi nhà tại phân khu Century Garden xứng đáng là một tổ ấm lý tưởng với khoảng sân vườn xinh xắn làm điểm nhấn. Sở hữu hệ thống trường học từ mầm non đến trung học cơ sở và liên kề công viên cảnh quan, phân khu Century Garden mang đến một môi trường hoàn hảo, nuôi dưỡng những mầm xanh tương lai và là không gian sống đáng mơ ước cho những cư dân muốn tìm kiếm cuộc sống an yên. Nhưng cũng chỉ trong vài bước chân là đã có thể hòa mình vào không khí sôi động hay thỏa sức mua sắm ở các shop house và trung tâm thương mại hội nghị Century Palace. Sân bay quốc tế Long Thành với hạ tầng hiện đại là một trong những cảng hàng không quốc tế hàng đầu châu Á, kết nối mọi hành trình giao thương toàn cầu.
và Century City với tâm huyết của chủ đầu tư Kim Oanh Group chắc chắn sẽ không chỉ là một đô thị đặc cấp để hưởng thụ trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, mà còn mang đến cơ hội hiện thực hóa ước mơ cho những cư dân khát khao vươn tới thành công. Century City, tâm điểm kết nối đầu tư.